Gương kia ngự ở trên tường. Loại sữa nào tốt lại còn thơm ngon. Xét cả bốn bể trăm bề, có lót là nhất, chẳng chê chỗ nào. Thành phần có chứa sữa non, hương vị thì thật, thơm ngon quá trời. Có lót của Vitadari hả? Đúng vậy, thưa Hoàng hậu. Vitadari là thương hiệu sữa đã có mặt gần 14 năm trên thị trường. Năm vừa qua, hãng sữa này đã có những sự thay đổi vô cùng nổi bật. Nổi bật như thế nào? Cho ta xem. Chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người Việt trong vòng 14 năm. Nhưng đến năm 2018, Vitadari mới thực sự thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông bởi những hoạt động mang tính chất đột phá. Với slogan Trend to Win, trong năm 2018, Vitadari đã có những bước thay đổi mang tính chiến lược. Chúng ta hãy cùng nhìn lại 10 dấu ấn tiêu biểu nhất của Vitadari trong năm 2018 vừa qua. 1. Tuyên ngôn thương hiệu mới và thay đổi bộ nhận diện thương hiệu. Khởi đầu những thay đổi trong năm 2018 là việc thay áo mới cho thương hiệu Vitadari. Tháng 8 năm 2018, công ty công bố bộ nhận diện thương hiệu mới. Logo Vitadari kế thừa từ logo cũ nhưng mang sắc xanh của niềm tin và sự tin cậy. Cùng với đó, sứ mệnh của Vitadari được cô đọng trong câu slogan mới, nghĩa vụ vun bồi sức sống, thể hiện một cách đơn giản và chân thật nhất những gì mà Vitadari đã và đang hướng tới để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. 2. Xây dựng nhà máy mới tại Bình Dương. Sau hơn 6 tháng xây dựng và vận hành thử, nhà máy Vitadari tại Bình Dương đã chính thức đi vào hoạt động và sản xuất từ ngày 18 tháng 10 năm 2018. Với tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 1 khoảng 6 triệu USD, nhà máy mới được trang bị máy móc, dây chuyền hiện đại hàng đầu thế giới, công suất sản xuất lên tới 5.000 tấn một năm và hiện đang cung ứng tốt cho nhu cầu của thị trường. Đây được coi là bước chân nhỏ tiếp theo của Vitadari trên hành trình thực hiện sứ mệnh phục sự dinh dưỡng cho người Việt với tâm huyết, nghĩa vụ vun bồi sức sống. Ba, hội thảo Bộ Y tế. Tháng 1 năm 2019, Bộ Y tế đã phối hợp với công ty Vitadari tổ chức hội thảo dinh dưỡng miễn dịch và xu hướng bổ sung kháng thể IgG cho trẻ. Đây là hội thảo đầu tiên tại Việt Nam về dinh dưỡng miễn dịch. Thông qua các báo cáo khoa học, người dân cũng như cán bộ y tế sẽ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sữa non giàu kháng thể IgG trong dinh dưỡng miễn dịch, cũng như khoảng trống miễn dịch của trẻ cần được chăm sóc. Hội thảo chính là bằng chứng mạnh mẽ cho các sản phẩm của Vitadari, đặc biệt là Colos Baby, bổ sung kháng thể IgG từ sữa non, tăng cường miễn dịch, từ đó giúp các mẹ yên tâm sử dụng sản phẩm cho con mỗi ngày để có hệ miễn dịch khỏe mạnh và toàn diện. 4. Chiến dịch mẹ can đảm, con tự tin của Colos Baby. Xác định Colos Baby là sản phẩm chủ lực của công ty trong giai đoạn hiện tại, Vitadari đã từng bước đẩy mạnh thương hiệu sản phẩm bằng chiến dịch truyền thông lớn nhất từ trước tới nay, chiến dịch mẹ can đảm, con tự tin. Với định hướng là người tiên phong tạo nên xu hướng các bà mẹ nuôi dạy con thời đại mới với cách thức hiện đại hơn, nuôi con tự tin. Trong năm 2018, Vitadari đã thực hiện hàng loạt các hoạt động trên các kênh online cũng như offline. Mở đầu là một MV ca nhạc vô cùng xúc động, cây xương rồng mạnh mẽ do nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thể hiện. Tiếp đó là MV Mẹ ơi đừng lo của Châu Đăng Khoa, tài trợ cho chương trình Mẹ là nhất phát sóng trên HTV7 vào 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần, đồng tổ chức các hội thảo y tế về miễn dịch, quảng cáo TVC trên VTV, quảng cáo YouTube, các báo điện tử, Google AdWords, quảng cáo tại điểm bán. Có thể nói, với thông điệp ý nghĩa, chạm vào trái tim của hàng triệu bà mẹ, chiến dịch Mẹ can đảm, con tự tin được kỳ vọng sẽ giúp Colos Baby đạt tới nấc thang mới và phát triển tăng vọt cả về sản lượng lẫn doanh thu. 5. Colos Baby đạt giải thưởng top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình trẻ em sau những nỗ lực không ngừng nghỉ để đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt. Tháng 6 năm 2018, sản phẩm Colos Baby của Vitadari đã vinh dự nhận danh hiệu top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình trẻ em. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đã nỗ lực nghiên cứu, phát triển và mang đến những sản phẩm tốt cho sức khỏe và cuộc sống của các gia đình Việt Nam, đặc biệt là đối tượng trẻ em. Giải thưởng chính là thành quả đáng tự hào đối với người Vitadari, khẳng định chất lượng, niềm tin của người tiêu dùng đối với Colos Baby nói riêng và các sản phẩm của Vitadari nói chung. Ra mắt bộ sản phẩm mới Oki và Colos Baby IgG 600 nhằm đa dạng hóa sản phẩm và phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của người tiêu dùng. Tháng 10 năm 2018, Vitadari đã chính thức ra mắt hai bộ sản phẩm mới Oki và Colos Baby. Đối với Colos Baby, tuy đã phát triển bộ sản phẩm này từ trước, nhưng giờ đây sản phẩm được phân loại về thành phần IgG để phù hợp hơn với nhiều đối tượng sử dụng.
Theo đó có hai dòng, Colos Baby 600mg và Colos Baby 1000mg. Còn Oggy là bộ sản phẩm hoàn toàn mới với các dòng Oggy Mum dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú, Oggy 0+, 1+, 2+ giúp trẻ phát triển toàn diện, Oggy BA dành cho trẻ biếng ăn, Oggy suy dinh dưỡng dành cho trẻ chậm tăng cân, Oggy dành cho người gầy, Oggy Canxi cho người lớn giúp hệ xương chắc khỏe. Chỉ sau một thời gian ngắn, hai bộ sản phẩm đã chiếm được cảm tình của không ít khách hàng và được coi là những sản phẩm chủ lực mang lại doanh thu cho công ty vào năm 2019 này. 7. Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức. Năm 2018 là năm có nhiều thay đổi trong việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Vitadairy. Với việc sắp xếp lại nhân sự, cơ cấu các phòng ban, đặc biệt là với khối marketing và kênh bán hàng GT, Vitadairy kỳ vọng sẽ có được bộ máy vận hành hiệu quả và phù hợp với định hướng trong năm 2019 này. 8. Chương trình chào xuân tại Đà Nẵng năm 2018. Tháng 3 năm 2018, Vitadairy đã tổ chức thành công chương trình chào xuân tại Đà Nẵng với sự tham gia của ban lãnh đạo, các khách mời và hơn 500 cán bộ nhân viên công ty với các hoạt động như team building, gala dinner, tham quan du lịch. Đại gia đình Vitadairy đã có những giây phút vui chơi, thư giãn, chia sẻ và thêm thấu hiểu lẫn nhau. Cũng trong dịp này, hơn 20 nhân viên xuất sắc của năm 2017 cũng đã được tôn vinh và ghi nhận bởi những đóng góp, những cống hiến của họ đối với sự phát triển của Vitadairy. 9. Các hoạt động từ thiện. Năm 2018, cái tên Vitadairy gây ấn tượng mạnh mẽ không chỉ bởi những sự thay đổi, mà còn bởi những hoạt động mang đúng tính chất vun bồi sức sống mà công ty định hướng. Tháng 5 năm 2018, công ty đã dành tặng 4.000 ly sữa cho các em nhỏ thiếu may mắn tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3 và Làng Trẻ Em Bila, Hà Nội. Tháng 9 năm 2018, nhân dịp khánh thành nhà máy tại Bình Dương, Vitadairy đã trao tặng 20.000 ly sữa với giá trị lên tới 250 triệu đồng cho trường mẫu giáo Ngôi Sao, trường thuộc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên, Công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương. Những ngày giáp Tết, đoàn thiện nguyện của Vitadairy lại không quản đường xá xa xôi để trao tặng những suất quà Tết ý nghĩa cho các em nhỏ tại Lào Cai và Sơn La, và còn rất nhiều các hoạt động khác nữa. Tất cả những chuyến đi đều mang tâm huyết và tình cảm mà người Vitadairy dành cho những mảnh đời khó khăn, thiếu thốn, thể hiện đậm nét nghĩa tình của người Vitadairy. 10. Các hoạt động nội bộ. Vitadairy luôn tâm niệm, văn hóa doanh nghiệp không chỉ thể hiện cách làm việc của công ty, mà nó còn là một món ăn tinh thần dành cho cán bộ công nhân viên. Luôn phải ngon, phong phú và tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy, hoạt động PR nội bộ của Vitadairy trong năm 2018 cũng mang những màu sắc mới mẻ. Ngoài việc thay đổi văn phòng làm việc, công ty cũng chú trọng hơn đến các hoạt động kết nối cán bộ nhân viên giữa các vùng miền, giữa sale và văn phòng. Ban lãnh đạo ngày càng cởi mở và thân thiện. Các hoạt động chào xuân, mùng 1 tháng 6, 20 tháng 10, dã ngoại được tổ chức theo những cách mới cũng góp phần giúp anh chị em thêm hào hứng và giảm bớt áp lực trong công việc. 2018 là một năm ghi nhận những nỗ lực đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ nhân viên Vitadairy trong việc đưa công ty lên một tầm cao mới. Kết quả chúng ta đạt được rất đáng kể, trong đó phải nhắc tới việc hoàn công nhà máy tại Bình Dương với công suất 5.000 tấn một năm. Bên cạnh đó, những đầu tư lớn cho marketing cũng giúp cho sản phẩm Colos Baby được nhiều người tiêu dùng biết tới và giành được những giải thưởng danh giá. Tôi hy vọng rằng là những kết quả đã đạt được của 2018 sẽ là tiền đề cho 2019, giúp Vitadairy vượt vũ môn thành công và trở thành một thương hiệu lớn thứ ba trong thị trường sữa Việt Nam. Với những nền tảng truyền thống đã có, những sự thay đổi mạnh mẽ trong năm 2018 và sự quyết liệt đầu tư, đặc biệt là sự đồng lòng nhất trí của toàn thể công ty, từ ban lãnh đạo tới từng cán bộ nhân viên, hội đồng quản trị tin tưởng vào sự bứt phá mạnh mẽ của Vitadairy trong năm 2019. Với tinh thần quyết chiến, quyết thắng và ý chí mạnh mẽ, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ sớm khẳng định mục tiêu top 3 thương hiệu sữa Việt trên thị trường sữa Việt Nam. Là một nhân viên đã có nhiều năm gắn bó với công ty, nhưng đến năm 2018 tôi thực sự thấy Vitadairy có nhiều thay đổi lớn. Với những thay đổi lớn như vậy, chỉ có nền tảng vững chắc như Vitadairy mới có thể làm được. Tôi tin chắc rằng với những quyết định của ban lãnh đạo sẽ mở ra hướng đi mới cho Vitadairy phát triển tốt hơn nữa. Với đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng giàu kinh nghiệm, tôi thấy rằng Vitadairy có những sản phẩm chất lượng tốt, không thua kém gì những sản phẩm thương hiệu trên toàn thế giới. Trong năm 2018, Vitadairy đã có nhiều sự thay đổi lớn. Tôi tin chắc rằng trong năm 2019, Vitadairy sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Tôi cùng anh em Vitadairy sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho công ty, đưa những sản phẩm chất lượng tốt, đưa đến tay người tiêu dùng. Năm 2018 là một năm theo định hướng chỉ đạo công ty là cũng có khá nhiều những thay đổi. Tất yếu thì đi kèm theo những thay đổi đó thì sẽ cũng đã phải gặp rất nhiều những cái thách thức và khó khăn.
Tuy nhiên thì luôn luôn đi kèm theo những khó khăn thì là những cơ hội rất lớn cho năm 2019. Đặc biệt là ban lãnh đạo, ban giám đốc công ty thì luôn luôn ủng hộ và hỗ trợ hết mình trong cái việc phát triển đội ngũ cũng như là đào tạo kỹ năng cho anh em cán bộ nhân viên. Với cái sự hỗ trợ đó thì cũng là một cái nguồn động viên rất lớn cho anh em để cố gắng nỗ lực hết mình trong năm 2019 và tôi tin chắc rằng là sẽ thành công tốt đẹp. Nhờ những thành tựu đã đạt được trong năm 2018, năm 2019 sẽ có nhiều cơ hội mở ra đối với Vitadari. Tuy còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng hãy luôn giữ một niềm tin với sự chuẩn bị kỹ càng, đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm và tình đoàn kết vượt khó. Chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, tiến về phía trước, đột phá trong mọi hoạt động để đưa Vitadari đến gần hơn với những mục tiêu đã đề ra. Vitadari! Có lót vừa bổ vừa ngon, mua cả thùng về cho con dùng dần. Con lớn xinh đẹp tuyệt trần, vừa cao vừa khỏe, hết phần người ta. Wow, Vitadari đúng là hãng sữa mà ta cần. Người đâu, mau mua Colot Baby của Vitadari về đây cho ta.